cần bao nhiêu cái hộp quẹt để có thể nướng chín được cục thịt này. Và trước tiên tiến hành thí nghiệm thì tôi đã chuẩn bị trước cho mình 5 cái hộp quẹt rồi. Lý do mà tôi chỉ mua 5 cái hộp quẹt là bởi vì hiện tại kinh tế của tôi rất là khó khăn luôn. Và đây là cục thịt tôi đã mua ở trong Bách Hóa Xanh và nó có trọng lượng là 100g. Và sau khi mà có tất cả thì bây giờ tôi sẽ set up cho mình một cái đồ cố định thịt để cho thịt nó không bị rớt xuống. Sau khi xong hết tất cả thì bây giờ tôi sẽ test với cái hộp quẹt đầu tiên. Và thật sự là bây giờ rất là nóng luôn và tôi nghĩ là một cái hộp quẹt có thể đủ nướng chín được cục thịt này rồi. Nhưng chỉ sau 30 giây thì cái hộp quẹt này nó bị hư rồi nè. Và cục thịt này chỉ mới chín một tí xíu thôi. Và bây giờ thì đến với cái hộp quẹt thứ hai. Nhưng sau 2 phút thì nên tôi đành đổi sang cái hộp quẹt thứ ba. Các bạn có thể thấy là cái mặt ở trên nó còn trắng rất là nhiều luôn, nhưng có vẻ là cái mặt ở dưới nó đã chín rồi nè. Và tôi sẽ tiếp tục nướng cái mặt còn lại cho nó chín luôn. Và đây là sau 2 tiếng ngồi nướng thịt và tiêu tốn 3 cái hộp quẹt thì cuối cùng thì cục thịt nó cũng đã chín được rồi nè.